Vâng, bây giờ là buổi chiều ngày 31 tháng 10 năm 2018. Thì chúng tôi đang phun lọ phun sơn một bộ trường kỷ gỗ gỗ của khách hàng là của anh Phúc, bác sĩ bên thị trấn Thanh Ba. Thì hôm trước thì anh đã qua xem và duyệt mộc rồi. Thì hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện phần đánh giấy giáp và bắt đầu cho vào phòng phun để phun sơn. Và trong ngày mai thì chúng tôi sẽ tiến hành là bàn giao cho anh. Bộ trường kỷ này thì là hàng anh đặt nghiêng là hàng dày dặn chắc chắn, mặt ván dày 2 phân đậu, 3 huỳnh liền. Đây là chiếc tíu của bộ trường kỷ, rất là sắc nét, mộng mạng chuẩn chỉ rất là sắc nét. Mặt ván thì liền một tấm và cũng rất dày dặn, và vân gỗ thì cực kỳ đẹp. Đường bộ này rất là đều màu các bạn. Thì mọi người mà ai có nhu cầu mà muốn sở hữu một bộ trường kỷ như thế này thì vui lòng liên hệ chúng tôi là theo số điện thoại trên màn hình là 0987 510 806, hoặc là có thể truy cập vào website Đồ Gỗ Tùng 8 để xem thêm một số sản phẩm khác của chúng tôi, xem và tham khảo thêm một số sản phẩm khác của chúng tôi trên website. Tôi đây là chiếc ghế dài vẫn chưa phun sơn, đang chuẩn bị để phun chiếc ghế dài này. Tôi sẽ quay qua chiếc ghế dài này cho mọi người xem. Vâng, từ những như phần xoắn ốc đầu tay ghế này cũng được làm rất kỹ. Vách huỳnh ghế này thì được đục chạm tứ quý tùng trúc cũng mai, điểm giữa sen cỏ. Bên yếm bệ này là đục ngũ phúc, chỉ thì soi 10 chỉ, rất là to bản và nhìn chắc chắn, rất sắc nét. Vâng, xin chào tạm biệt mọi người và có thể hẹn mọi người trong những clip khác. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn mọi người.